nên quán nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xúc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.